Cho nên mình đang có hoa hậu rồi. Bữa là chắc Châu về thăm nhà chắc cũng rình rang nói tiếp. Chị nói không, Châu không biết sao mà anh ăn chúng gì mà hình như đi đâu đậu đấy. Nguyễn Thị Ngọc Châu. Ta mừng dữ lắm, phấn khởi dữ lắm. Nói chung là Châu đậu hậu ở sớm này cả vợ cả thân thương này ai cũng mến quý à. Vui đội mừng lắm, mừng lắm con. Cảm ơn Châu về chụp hình với Châu nữa. Mình ôm nhau mà bà cháu về dịnh nha chụp hình. Đó liên quan hậu Châu là á hậu, mình không ngờ là Châu được hoa hậu, mừng hết biết mừng luôn. Cô đã lời vậy. Nguyễn Thị Ngọc Châu, tới nè. Chào những bà. Chúng ta hả? Ba chết là trẻ tuổi lắm. Lắm. Ba con Châu hiền dữ lắm, thấy thương lắm. Bệnh chết con nghiệp gì đâu. Mẹ bây giờ cũng cà rề. Bà cũng bệnh lắm, mẹ nó cũng bệnh. Đờ bệnh. Cứ đó bằng giỏi, mẹ nó giỏi dữ lắm. Vậy cũng ai bằng đâu. Lúc mình chắc nó 7 đến tuổi rồi đó. Đâu chết rồi, tội nghiệp mẹ nó còn nhỏ mà nó thương lắm. Ở vậy nuôi con. Đứng về là bả chỉ đe. Mẹ chắc đi dậy quá, không có nhà quá. Đóng cửa phải không? Dạ đóng cửa. Bây giờ mần rẫy rồi mướn cho nó đi học á. Đầy đủ ăn chứ nghèo thì không nghèo lắm. Thì nói chung cũng... Nó còn về đây anh thấy giờ sớm này thì cũng dân Tây Ninh mà. Cái này là giàu. Đúng không? Dạ. Nó thì dễ thương, ai cũng mến à. Dễ thương lắm. Nói chung là Châu đậu hậu ở sớm này cả vợ cả thân thương này ai cũng mến quý à. Ở đây nó cũng dễ thương lắm. Chưa thì chị đã nói rồi, chị nói Châu kỳ này lên qua hậu ở xã Tân Hưng đừng nghe. Xúm nhau đi diễu hành đi biểu tình. Thiệt chị đón trước luôn á, chị nói hả anh Châu không thi thôi. Thi là đậu. Thiệt luôn á. Chị này ở xã Tân Hưng mình có qua hậu thằng Vũ. Thiệt không ngờ có thành. Cái gì cũng giỏi hết trơn, nói chuyện cũng hay. Tế nhị cái gì cũng đẹp hơn người ta hết rồi. Thì mới chọn đúng rồi. Em nói sao mà Châu vậy? Cũng tôi mới cài về bỏ hả? Châu hả? Sao vậy? Có cho bò vô dữ. Đi cho bò, hồi thứ ba nó đi làm cho bò đó. Đi kéo à. Vui nữa. Từ đầu đường vô tới nhà đi xe bò vui lắm.